Rồi. Rồi. Chính là sợ quá. À, quá không có sợ. Nó hơi quéo quéo quá. không biết có gì sợ luôn á. Vô. Trời ơi, chơi mà sợ. Em làm Sợ nha. vậy? À, không, không. Không, Alo được. bộ. Alo. Sao cái tiếng nhạc nó ghê ghê vậy? Bật lâu ngoài đi. Nói với lâu ngoài á. Mát luôn. Mát vô lên Không, luôn. mát là khủng quá. Em chơi mát luôn á. Gì vậy trời? Không được em ơi, này anh phải chơi cửa sổ á, anh chơi toàn màn hình em chơi không nổi em ơi. Sao mình lại ở ngoài Sao mình này? lại ở ngoài này? Nhấn chuột trái. Di chuyển chuột á, đi lên. Không có cái gì đâu, cái này không có gì đâu, đi lên. Gì vậy? Quê đi. Giờ sao giờ lại mở cửa hả? Đi lên, đi Lên đây lên, hả? đi lên trước. Đi đi, đó. Hết rồi. Cái gì vậy trời? Gì vậy? Cái này Trời chị ơi, chị cà giật như vậy. đi đây. Từ từ, từ từ. Thôi từ từ, tôi nghe một bên thôi mày. Có gì đâu, có quan tài thôi mà. Nhìn đi, mà đóng cửa rồi kìa. Rồi ra cửa sổ nhìn. Gì vậy? Ủa, nghe lâu lâu gì vậy? Đi theo, đi theo, đi theo. Đi ra đó hả? Ừ. Mấy mày khùng. Đi Đi ra đó chi? Quẹo. Di chuyển chưa? Không có cái gì đâu. Mở cửa sổ ra. Lộn, mở cái nhà vệ sinh ra. Mở cửa ra hả? Ừ. Có gì đâu. Rồi đi ra, đi ra, đi ra, đi Đi ra. Có gì ra đó. Ừ. Đi lại cái phòng lúc nãy. Chơi không nổi mà bơi. Thiệt. Thiệt. Chơi không nổi. Đừng 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 nghe cái tiếng gì ghê quá. Đó, nhìn vô có người đi học bài hình như là vậy á, nếu nhớ không lầm. Ừ. Cái gì vậy? Giờ tao chơi mày chơi. Gì vậy, ai hát gì vậy? Ta đi rồi. Ai hát gì vậy? Cửa nào, cửa này, cửa này. Hai cửa không đập. Có gì đâu. Cửa chứ em kêu mở đâu. Đập nè. Về ra. sau. Đi 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 lại. Rồi giờ sao nữa? Anh đặt tới khi nào mà cái cửa sổ á nó hả biến thành màu đỏ luôn. Đập nào cái gì đó. Cái gì vậy? Thì đang đập cửa nè. Lộn ra rồi.
chứ chơi với anh ứa luôn á. Đi lại lắng, đi lại lắng, đi đi lại lắng luôn, đi lại nhà vệ sinh lúc nãy. Ôi tôi nghe cái tiếng gì rồi. Quay lại, quay lại, quay lại. Đó, nhìn vô. Bắt buộc phải chạy nhìn vô. Mắt luôn. Bắt buộc phải nhìn vô. Hả? Ừ, tôi để mình nhìn vô mắt tôi không nhìn. Phải nhìn vô trong mặt nó. Nhìn vô. Tôi không nghe gì mà rồi xong. Xong rồi đó. Nói rồi đó. Ôi trời, chưa không nổi rồi, má tao bả một hồi luôn. Chưa không nổi rồi. Không vô được đâu, không vô được đâu. Quay lại nhà vệ sinh. Nhìn vô, nhìn vô. Review đi. Review đi. Review mẹ chứ. Ủa chơi game không review. Dẫn dắt đi. Hả? Chỗ này có gì bay không? Chưa, chưa. Đi 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 đi. Chưa con cờ. Chưa đâu. Phải có con chim mới bay ra được. Quay ra bên kia. Về nhà vệ sinh. Nhớ may mắn là vậy á. Chưa. Chưa. Thôi, đi quay lại. Không có cái gì đâu. Tin em, phải tin em. Rồi đi ra đi. Đi ra lại. Đi theo vết máu của nó kìa. Ừ. Chưa. Chưa. Quẹo. Quẹo. Thôi, căng thẳng cuối đường. Gì gì em ấp, gì em ấp. Cái gì? Em ngồi lại đi. Đi theo kìa. Rồi nhìn vô cửa sổ. Hả? Nhìn vô cửa sổ. Nhìn mày. Nè, để nhìn mày thôi. Nhìn quay, quay, quay chuột. Hình như là vô đập cửa thì phải. Đập cửa. Đập cửa nữa. Ừ, đập cửa. Hôm bữa em chơi là có chỉ dẫn á. Mà hình như anh tắt cái chỉ dẫn rồi. Ừ, tôi nghe nó rớt cái gì rồi. Rớt, quay lại. Hả? Quay lại con chim. Má có con chim nữa tới rồi đó. Kè đó. Thấy cái mỏi không, nhìn lên. Ôi, cái này tôi coi đến cho mơ rồi. Nhanh đi. Nhanh đi. Rồi, bấm vô con chim. Chưa xích tới. Xích nữa. Miếng nữa. Rồi, bấm vô con chim. Có con cờ nó mở mắt. Có con cờ nó mở mắt. Đó rồi. Ai xôi khúc bánh giò không? Không. Ngày em chơi chương á. Không. Chơi nhiều quá nó bị. Tối ngủ nằm mơ á. Ngách 141 xẹt 3 đường Trần Duy Hân. Đấy là lỗi này sao? Cứ tưởng không tìm được cậu. Người biết bao giờ mới chơi lại chương 2? Hả? Chừng nào có động lực rồi chơi. Rồi đi vô đi. Thành ốc con này. Thì nhà trọ số 4. Cái nhà như là có con chó thì phải. Phía bên tay trái á. Ừ. Xin lỗi. Đang tiếng nói Việt Nam, Việt.
sao ủa làm sao để vào setting ta? Phải hack game mới setting. Từ để setting này là tiếng nhỏ quá không nghe chứ. Alo, nãy kêu tiếng lớn đi. Trở lại chừng nào. Không đứng ở cái ngách kia đâu. Cho miếng nước. Cho miếng nước đi. Nè, cấp cứu nè. Chà chăn. Mấy chơi không nổi Mập thôi, mình chơi một ngày chơi một chương thôi Mập ơi. Không. Trời ơi, mày đợi tao uống nước nè. Thấy mặt em giờ. Xíu cắt cái đoạn đó ra nha. Các bạn thấy mặt luôn nha. Điên lên chim. Ai mua ngô được nào? Vậy ai mua cái gì? Không, không mua gì đâu. Giờ sao? Giờ đi thẳng vô luôn hả? Ừ, giờ đi thẳng vô. Cái nhà số 4 nằm phía bên tay trái. Thì nhà số 4 nằm phía trái hả? Giờ phải đếm nhà hả? Không, giờ nó có gì? Đi. Nó có chị dẫn hết á. Đi, không có lụm được đâu. Dạ, lại tiếng nói Việt Nam gì vậy? Sao nghe nhỏ xíu vậy? Rơm. Cái gì vậy trời? Chó nào vậy? Bình bông. Bảy phút đây. Không có mua. Đó, cái nhà đó đó. Gì vô chấm hỏi hả? Ừ. Ấy vô. Vô chó sủa thôi. Ngày thẳng con lên chơi con. Không, cái tướng lên chơi hèn. Thôi. Đi xuống. Đi xuống cuối đường rồi quay lại. Nói cái gì? Sao nữa? Rồi quay lại đi. Gì? Chém anh. Nè, không được đâu. Cháu coi lần thôi. Bọn bắt con này, lại đi coi. Thế kêu ông Dũng cũng này phải chửi thề vô á. Con chó đẻ, ta banh còn sớm. Gì đó, đi vô đây hả? Quay lại. Ừ, đó. Chấm hỏi này hả? Ừ, lụm đồ à. Thấy có gì gớt xuống không? Không, hết rồi. Lụm đồ à. Nhặt hồ bát giúp ít đồ với. Cháu ơi, nhặt hồ bát lên món đồ với. Nhìn lên, đây. Cái đầu bà đâu? Nè, cái đầu nè. Đầu tới hui à. Lụm nhớ, lụm. Lụm cái kia chứ, lụm cái... Trục giữa để phóng, trục phải để xoay, ép, để thả em đi nhặt. Sao không đụng được gói thuốc? Ai hút? Cái đó luôn nè. Ừ. Quay xèo. Không. Quay lại có cái chấm hỏi thả. Ừ. Không có cái gì đâu. Chưa. Ừ. Vô. Với một số vị trí trong lấy đồ trong inventory với nút Y rồi chọn một phẩm bằng nút F. Y. À, cái xô trước. Bánh khúc đây. Đó. Bánh khúc gì đó nó không có mua, bánh khúc gì. F dùng. Rồi tiếp. Y. Y.
rồi cái không cái bình. Bình cái bình rửa chén. Ừ, ủa hình như cái khăn, cái khăn hả? Cái nữa, cái khăn nhớ rồi, cái khăn. Ừ rồi, cái bình rửa chén rồi, cái miếng bọc biển rồi. Hãy vô chấm hỏi cho nào. Bấm vô chấm hỏi cho em. Nãy về tính tiền nha. Dạ, 728. Lại là bình tĩnh rồi, vô rồi. Để cái quạt đứng đi, nó chiếu đây nè. Đấy, điện thoại còn pin không? Còn. Là. Để sao giờ? Rồi, thế, rồi xong. Bấm vô bả. Xong nè bà già. Cảm ơn cháu nhé. Quý hóa quá. Cái cháu đi đâu qua đây đấy? Tiền không, cho tôi tiền đi. Bấm dạ đi. Không có gì bác ạ, cháu đang đi tìm nhà trọ. Nhà nhóm này không có ma đâu. Vậy hả, thế cháu tìm nhà nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Không có chỗ bác nào đi về nhà luôn. Số 4 không ở đâu không ạ? Về sao luôn, không chơi nữa đâu. Nhà số 4 cháu có chắc không đấy? Không chắc. Có mua bệnh viện nhất nha. Trời quắng luôn. Dạ đúng rồi bác ơi, nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy, cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Má bà nội đúng có duyên luôn á. Mình đi thuê nhà, các bác kêu nhà đó có ma. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Thôi. You know. 12 seconds later. Yeah, cánh cửa sắt cũ phía sau. Đâu nữa? Anh gì ơi? Gì? Em ở trên này này. Không thấy mặt đâu hết. Đâu? Kìa. Nè. Đấy, bấm đi. Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy? Còn em? Mấy cái đầu hả? Kêu cũng cờ. Anh tìm nhà số 4 phải không? Anh muốn thuê trọ ở nhà đó à? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây anh. Má thêm nhỏ có duyên nữa. Má, bà kia nhà có ma. Con nhỏ này chủ trọ má đi. Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn em. Anh nhớ rồi. Ừ, nhớ rồi. Anh nhìn không? Nhớ rồi, cú sốc. Mày đi xuống đây quất mình luôn. Rồi, bấm vô. Gì ơi, cười vậy? Thằng nhóc á, tới cái đoạn nhóc rồi. Bên kia bùm ngược lại. Thằng bé bùm mà. Ừ. Đâu, không đâu. Đó, chăm hỏi luôn. Em làm cái gì vậy mẹ? Chụp trái, bao chụp phải. Cha hỏi con em đang làm gì với bé. Kỳ á, có quan hệ kỳ á. Thì mày ngó qua mày nhìn tao cái mày hết. Quay lại kiểm tra cửa sắt lúc nãy thì. Nữa hả? Cái nữa đó, không có gì đâu, không có gì ghê gớm. Mày khúc đây gì bánh khúc vậy cha, không mua đâu. Trong Nam tôi ăn bắp xào mà hột vịt lộn mà. Cái đoạn này rất là đơn giản nhưng mà em cho. Ồ, chỉ á, phải chỉ á. Chỉ á, giờ sao? Xoay. Xoay hả? Xoay bốn góc. Rồi, thả ra. Rồi, đi kiếm xung. Cái nữa. Rồi, đi vòng vòng. Đi một vòng.
Nó rên kìa. Đi một vòng. Rồi kiếm số nhà. Gì đi? Gì đi? Nước. Gì đi? Má lên lấy. Nhìn lên, lên. Rồi đi kiếm số, đi kiếm số. Số đâu? Nhìn lên mấy lá bùa. Nhìn lên mấy lá bùa, nhìn kỹ vô. Rồi anh thấy số mấy? 37. Rồi kiếm thêm. Còn số mấy nữa? 24 nè. Ừ, rồi bấm vô. Rồi vô. Bấm vô cái hộp lúc nãy. Rồi. Ừ. Rồi vô. Thì anh thấy số mấy anh ghi? 3724 nè. Em không nhớ là 3724 hay là 2437. Không phải hả? Chọn số, rồi sao, rồi sao? Không phải thì mình ghi lại 2437. 3 Cái hộp quay thôi. Lấy hộp quay. Không quay đâu. Ừ. Rồi nhặt ép. Rồi xong. Chị sao hả? Đốt với tiền vàng mã. Đó. Gì vậy? Trời ơi, nghe tiếng ông Dũng ông rên nữa chứ. Rồi em chơi tới đó thôi đó. Dạ ông nghỉ. Nghỉ. Giờ nào nè, nghỉ. Nghỉ, giờ nào. Này,